Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị Sao Nam xin kính chào quý khách. Sao Nam là đơn vị chuyên cung cấp thiết bị dụng cụ nhà hàng, khách sạn, resort với nhiều sản phẩm kiểu dáng mới, đẹp, đi cùng với sự phát triển công nghệ, đảm bảo đáp ứng tất cả yêu cầu của quý khách hàng. Với phương châm không ngừng đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, Sao Nam cam kết luôn đem đến khách hàng sản phẩm chất lượng, dịch vụ chuyên nghiệp, giá thành ưu đãi. Chi tiết sản phẩm, quý khách vui lòng truy cập website thiết bị saonam.com, thế giới dụng cụ buffet.com, thế giới dụng cụ khách sạn.com. Sao Nam, nơi gửi trọn niềm tin. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm của Sao Nam cung cấp.